Cà chua có chưa? Rồi, cà chua cái hội mà. Bên đây, bên đây, bên đây. Cam sành. Thanh long. Thanh long rồi, thanh long rồi. Cam dây. Xoài, xoài keo. Ở đây cái gì? Nho Mỹ. Xoài cát. Bắp Mỹ. Nho xanh. Xoài thái. Xoài thái. Xoài keo. Ủa xoài keo rồi lộn. Kể nhiều quá quạnh luôn quá luôn. Bên này có không có thua. Hai chữ nhiều lắm. Cám ngọt. Cám ngọt. Cám ngọt. Bên đây, bên đây. Bên đây, anh có mời bên đây không? Không mời thì im lặng. Bên đây, bàn quan có chưa? Bàn quan được tính. Bên đây, cà pháo. Dưa lưới. Chôm chôm có rồi. Ốc chôm. Mít. Mít ướt. Mít ướt. Mít thái. Mít rụng luôn, mít rụng luôn khỏi chơi luôn á. Qua đây. Không có mít đặt nha. Thôi xe. Không có mít đó. Qua đây. Nam. Kể tà lao là thua. Tôi. Cái gì? Gì tàu cao? Không có thua nha. Cái gì? Tên gì? Tên gì? Trái Phú Quốc hả? Không biết chơi Phú Quốc. Quýt đường, quýt đường, quýt đường dâu tây có rồi. Các bạn phải tập trung nha, trả lại bây giờ. Ở cam sành có rồi luôn, trả lại là thua nè. Xoài tượng. Xoài tượng. Kiwi. Đầu tiên. Bên đây không có được. Trái xùa đa luôn. Đầu tiên, người đầu tiên luôn á. Ca cao hả, hay quá, mấy trái lạ. Cái gì? Cà phê. Bên đây, bên đây, bên đây. Cái gì? Không nghe luôn á. Hồ tiêu. Cô thu rồi trái cây. Ô liu, ô liu, quá hay, ô liu. Mâm xôi. Trời ơi. Hôm qua cũng y chang vậy luôn. Đang chơi tới mâm xôi cái nó nhìn chị thẳng mặt anh, ốc chó. Quả ốc chó nha em. Chơi tới cái từ này ngại cảm hôm qua cũng bị y chang là đang chơi tới mâm xôi ốc chó. Sáng giờ vui quá mà sao chị chỉ mặt anh vô mà ốc chó làm sao. Quả ốc chó có nha các bạn. Quả này bên nước ngoài rất là nhiều, đặc biệt là Mỹ sử dụng nha. Ốc chó. Được rồi tôi biết rồi nha. Ốc chó bên đây. Không có ốc heo, không có quả ốc heo. Bên đây chảy tàu lao là thua Nam. Khoai lang là củ. Ba. Hạnh nhân có quả hạnh nhân luôn rồi. Dừa xương. Dừa dứa. Dừa lửa. Ngồi xuống bên đây, ngồi xuống. Bên đây có muốn bị thua không? Dừa nước. Không có dừa dâu. Không có dừa dâu. Xoài bưởi là xoài gì? Dừa xiêu. Có xoài bưởi không con? Xoài bưởi nó trái nó sao con? Xoài bưởi được chấp nhận. Bên đây. Dừa khô. Bên đây. Dừa xiêu có rồi nha. Có muốn bị thua không? 5 4 ba táo Mỹ có rồi. Hồng giòn chưa có. Bên này tiếp tục. Dừa non nước có rồi nha. Dừa nhà. Dừa non thì dừa nhà chấp nhận bên đây. Cái gì? Chuối già. Chuối sứ. Bí ngô. Chuối cao. Chuối tiêu. Chuối bơm. Chuối bơm là chuối gì? Chuối
chuối đây, đây, đây. Để anh nghe cho nó bán qua đây. Chuối cơm là chuối sao? Chuối cơm chùa. Có chuối cơm luôn mày. Chuối cơm được chấp nhận. Chuối lửa là chuối sao con? Chuối lửa. Chuối hậu. Bữa nay là tiết học sinh học là đúng luôn á. Me tây. Nho khô. Nho khô. Hồng khô. Me dốt. Me tây. Me tây rồi. Me bột. Me thái. Đó, bắt đầu tất cả chạy hết cho gia đình dòng họ ra luôn. Ra mã ra luôn. Me thái rồi gì nữa. Nam. Bốn. Me là phải chua rồi. Ba. Cái gì? Ớt sừng. Ớt sừng. Ớt hiểm. Đó, bắt đầu đổi dòng họ. Ớt chuông có rồi nha con. Ớt chuông có rồi. Ớt kiểm. Ớt ớ gì ớ gì ớ kiển ớ hiểm có chưa ớ hiểm có rồi nha ớ hiểm có rồi nam cà pháo có chưa cà pháo có rồi mà nãy lâu lắm rồi cái gì mà phô mai cái nào mà chán phô mai cái đỏ cái đỏ có rồi ba cái xanh ô mai ô mai nhà nào mà cũng phải cháy đủ là lan luôn mới có hai sử thôi còn nhiều lắm nho tươi nào nho tươi thôi nho héo luôn nho héo được chấp nhận luôn á được chấp nhận luôn á nho khô kể rồi nha cam xoàn hả cam xoàn không bây giờ không kể những cái trạng trạng thái của nó nữa nha héo tươi là không tính nha.